Và một ngày đẹp trời, các bác chợt nghe một cái âm thanh rất là quen thuộc. Xe cảnh sát ở đâu nhỉ? Camera. IMAU Cruiser 2 GF7AP có thật sự như lời đồn. Với thiết kế toàn bộ bằng vỏ nhựa, chiếc camera trông rất nhẹ và cảm giác hơi khẽo. Bù lại với thiết kế, các tính năng của con cam này lại thật sự là khác biệt. Độ phân giải 3K 50MP, ống kính cố định 3.6mm, hỗ trợ quay quét ngang 360 độ và dọc là 90 độ, chuẩn lén H265, công nghệ chống ngược sáng HDR, chế độ ban đêm thông minh, ban đêm có màu, ban đêm hồng ngoại, chế độ ban đêm ánh sáng yếu, cảnh báo chủ động khi phát hiện có đối tượng xâm nhập, tích hợp mic và loa, hỗ trợ đàm thoại hai chiều, hỗ trợ các tính năng thông minh AI, phát hiện con người, phát hiện xe cộ và cho phép tùy chỉnh khu vực báo động, tính năng theo dõi đối tượng, hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB, hỗ trợ chuẩn on-bit đám mây, cổng LAN, kết nối Wi-Fi 6 với 2 anten. Hãy follow kênh để xem được nhiều video hơn.